Cùng mình đoán xem mấy quả trứng này sẽ nở ra con gì nhá. Đầu tiên, quả trứng này sẽ nở ra con gà hay con vịt? Là con gì đây? À, con gà. Tiếp theo, con khủng long hay là con rắn? Wow, là con gì đấy nhỉ? Con khủng long. Tiếp theo, quả trứng này là con chó hay là con mèo? Con mèo. Con sâu hay con bướm đây? Là con gì? Con sâu nè. Tiếp theo, quả trứng này nở ra con muỗi hay là con ong? Đáp án là con ong. Quả trứng cuối cùng, con rắn hay là con hươu cao cổ? Ui, sao mà khó thế? Đáp án là con gì đây ta? Con rắn nè. Bạn nào đoán đúng hết giơ tay nào.